Cái này đang dùng gì mà to hơn. Mông manh không khác vậy. Chấm màu khác chơi. Nó giống nhiều rắc muối vậy. Chấm màu khác nó đi đều. Chị tên vô chứ cẩm hương đúng không? Rồi vẽ chị cẩm hương vô. Không có cẩm hương đâu mẹ. Bây giờ mình phối hai màu khác vô. Màu cho mình đặt cái tính nghĩa của tên đội của mình lên trên đó. Tên đội của mình nhé. Ví dụ như vậy chúng ta tên con cá mập, chúng ta có thể vẽ con cá mập lên trên đó, hoặc là ghi chữ hoặc con cá mập lên trên đó. Thì để hiểu nghĩa của tên đội nên tấm vô kịch chúng ta đang có ở hệ văn đội xanh đặc chế. Chúng ta đã nhận thấy được chữ F ở trên logo trên biểu tượng của đội màu đỏ. Tiếp theo sẽ là chữ rồi vậy mà lung tung đi, còn nguyên hộp mực đổ hết xuống đi. Rồi màu vàng đâu? Bên này không phải là